Với 630 triệu đồng cho một chiếc xe được nâng cấp theo phong cách thể thao, Toyota Vios phiên bản GRS 2021 có những điểm gì khác biệt so với các phiên bản thông thường và các đối thủ nằm cùng bảng trong phân khúc? Thì trong video clip này, Auto Việt Nam sẽ giới thiệu và chia sẻ tới quý vị và các bạn. Chào mừng đến với Auto Việt Nam, đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho toàn bộ ekip của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe Toyota Vios phiên bản 2021 với tổng cộng là 7 phiên bản, có mức giá bán lần lượt là 503 tới 638 triệu đồng. Trong đó chúng ta sẽ có thêm một phiên bản nổi bật nhất và cũng có mức giá bán cao nhất, đó chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản GRS, đi cùng với mức giá bán cụ thể là 630 triệu đồng. Theo những thông tin đến từ phía hãng xe Nhật Bản, Toyota Vios GRS là một trong những phiên bản nâng cấp của Toyota Vios G-CVT, có diện mạo thay đổi một chút về ngoại thất, nội thất và khả năng vận hành. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn nhé. Nói về phong cách thiết kế của Toyota Vios GRS, chúng ta thấy được một cái phong cách thiết kế không còn mang quá nhiều sự an toàn, già cỗi và chỉ phù hợp với những người trung tuổi. Thay vào đó, phiên bản GRS chúng ta sẽ có một mẫu xe với đầy đủ những điểm nhấn, mang nhiều tố chất DNA của những mẫu xe hiệu năng cao và hướng tới cả những đối tượng khách hàng là trẻ tuổi. Vì thế, nếu như ở trên phiên bản Vios G-CVT 2021 có mức giá bán là 581 triệu, chúng ta có được những cái sự thay đổi đủ dùng ở phần mặt ca lăng xe, cụm đèn chiếu sáng và phần cảm bạc sốc xe. Thì ở trên phiên bản GRS, điểm thay đổi đầu tiên mà các bạn sẽ rất dễ nhận biết và phân biệt đó chính là phần cảm ba lật xốp phía trước được thiết kế với phần hốc hút gió giả hai bên. Nó khiến cho toàn bộ phần đầu của chiếc xe này mặc dù chỉ là một sự cách tân nhỏ thôi nhưng tôi lại cho rằng mang tới hiệu ứng thị giác rất tốt. Nhìn vào đây, người ta sẽ đoán ngay người chủ sở hữu của chiếc xe này phải là một người trẻ, có cá tính và yêu thích những sự khác biệt so với phần lớn số đông. Ở phía thân xe và đuôi xe, tất nhiên chúng ta sẽ không thể không nhắc tới những chi tiết đều đem tới một cái phong cách hài hòa trong tổng quan thiết kế của toàn bộ xe. Như la răng kích cỡ 15 inch đa chấu được sơn đen hoàn toàn, cánh lướt gió thể thao đi cùng với cản ba lật xốp hay khuếch tán gió phía dưới cũng được sơn đen hoàn toàn. Không phải nói quá nhiều bấy nhiêu những cái điểm nhấn đó thôi, chắc chắn nếu so sánh với những đối thủ như là Hyundai Accent và Honda City, Toyota Vios phiên bản GRS có thể sẽ được coi là một trong những mẫu xe nằm cửa trên, xét chung quy cả về mức giá bán lẫn trang bị bên ngoài. Còn nói về những trang bị đi kèm thì mẫu xe Vios GRS vẫn được giữ nguyên so với phiên bản Vios G-CVT, ví dụ như là cụm đèn chiếu sáng được thiết kế theo phong cách mới, sử dụng dạng LED, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi vẫn là những trang bị tiêu chuẩn ở trên phiên bản này. Bước vào bên trong nội thất xe, Vios GRS có những điểm khác biệt so với phiên bản G, đó chính là ở bên trên toàn bộ phần ghế ngồi của xe được sử dụng hoàn toàn bằng da lộn đi cùng với một tông màu đen, kết hợp với những chỉ khâu màu đỏ xung quanh vách ghế, tựa đỡ đầu, bên trên tappi cánh cửa, cần số và những dấu ấn đặc trưng thể hiện phong cách thể thao đó thể hiện rõ ràng nhất là những logo mang dòng chữ GRS được điểm xuyết ở bên trên nút bấm khởi động Start Top, cụm đồng hồ tablo dạng analog bán điện tử và tựa đỡ đầu. Còn lại những trang bị trên phiên bản GRS vẫn được giữ nguyên so với phiên bản thông thường như là cụm màn hình trung tâm giải trí 7 inch, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, điều hòa tự động. Vô lăng xe được tích hợp đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, set ga tốc độ là những trang bị cơ bản đi cùng trên phiên bản này. Nói đến không gian bên trong khoang cabin xe, một lần nữa tôi phải đánh giá cao những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Không gian rộng rãi, tinh thần quan tâm tới khách hàng luôn được các chuyên gia Nhật Bản rất để ý. Ví dụ như ở trên phiên bản GRS hay các phiên bản thấp hơn đều có những hốc để đồ và để chai nước rất lớn. Hàng ghế thứ hai có tựa để tay, dây đai an toàn đa điểm ở các vị trí và mốc cố định trẻ em ghế Isofix. Về khả năng vận hành của xe thì Toyota Vios GRS vẫn được trang bị khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra công suất là 107 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 140 Nm, đi kèm với cụm hộp số vô cấp CVT giả lập 10 cấp số, tích hợp thêm hai chế độ lái Eco và Sport. Riêng chế độ Sport sẽ được tích hợp thêm lẫy chuyển số sau vô lăng, đó mới là thứ mà tôi cho rằng mang tới phong cách vận hành thể thao và trẻ trung, chứ không còn một cái hình ảnh ung dung, nền nã như ở phiên bản thấp hơn. Ở trên phiên bản Toyota Vios GRS, xe vẫn được trang bị những công nghệ an toàn cơ bản giống với phiên bản G-CVT như sau: hệ thống chống bó cung phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử ESP, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến trước sau.
Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip về chiếc xe Toyota Vios phiên bản GRS của Auto Việt Nam. Xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.